Khi các bạn mua về thì có cái hộp với cái nắp như vậy ha. Cái nắp này thì cắt lỗ sẵn nè, mình đậy lên trên cái hộp. Rồi cái chai này không, úp ngược cái chai nè, sao cho cái miệng của cái chai nè nó cách cái đáy của cái hộp khoảng 1 đến 2 cm. Rồi mình lấy keo nến nè, mình quét vào các vị trí này nè, xung quanh cái nè, để giữ cái chai. Còn mỗi lần mà mình châm thức ăn á thì mở nắp ra châm vào cái miệng cái chai. Rồi vậy ha, cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Chào các bạn.